Từ thuở xa xưa, có hai mẹ con nhà nghèo. Hằng ngày người mẹ phải đi làm mướn để kiếm bữa ăn tạm qua ngày. Cậu bé tên Mía chỉ mới lên 10, muốn đỡ đần cho mẹ. Mía đi ở cho nhà lão Hợi chuyên nghề mổ heo. Có mỗi chuyện bắt heo đi tắm rửa để tao làm thịt mà mày cũng làm không xong. Lại phải thịt một chú heo đáng yêu nữa sao? Mày đi vào rừng kiếm thêm củi về chất vào kho. Nhà sắp hết củi để nấu nước sôi rồi đó. Đi sớm còn về phụ tao nghe chưa? Dạ, con sẽ đi liền ạ. May quá, mình không phải nhìn thấy cả một chú heo ra đi. Sao hôm nay con lại về thăm mẹ vậy? Con nhớ mẹ quá. Con lấy củi trong rừng xong, tranh thủ về thăm mẹ. Con đi đường tắt qua núi nên về nhà nhanh hơn mẹ. Tội nghiệp con trai của mẹ. Con còn nhỏ mà đã phải làm việc vất vả như vậy rồi. Không sao đâu mẹ, con lớn rồi mà, con phải phụ mẹ chứ. Đây là tiền công của con, mẹ giữ lấy mà mua gạo hả? Con của mẹ giỏi quá. Để mẹ vào dọn cơm mẹ con mình cùng ăn nha. Thôi, con phải về nhà lão Hội đây ạ. Nếu về trễ, lão lại trách mắng kiếm cớ cắt cơm trừ lương của con đó mẹ. Mẹ ơi, con không thể xa mẹ. Con ở lại, họ sẽ bắt con luôn á. Con đi đi. Kìa, họ tới rồi. Đi nhanh, chạy xa đi. Dạ. Mày tìm xung quanh, xem con hưu con có trốn gần đây không. Đó là hưu đực, mang về nuôi lấy sừng làm thuốc cho tao. Dạ. Con không thấy ông ơi, chắc nó sợ quá, nó bỏ chạy rồi. Tiếc thật. Thôi, mang con này về làm thịt. Bữa sau quay lại tìm con hưu con cũng được. Thằng bé đâu? Gọi nó về đun nước sôi cho tao còn làm việc. Chắc nó đang mãi kiếm củi. Gần tối, nó tự khắc biết đường về. Giờ ông với con nhanh mang con hưu này về nhà thôi. Tội nghiệp mẹ con nhà hưu quá. Hưu con mất mẹ rồi. Mình là Mía. Cậu đừng kêu nữa. Người ta đến bắt cậu đó. Mình không làm hại cậu đâu hưu con. Mình sẽ cứu cậu khỏi cái hố này. Cậu đừng sợ nữa nha hưu con. Cậu cố gắng leo lên lần nữa nha. Mình sẽ đẩy cậu lên. Mẹ cậu bị người ta bắt đi rồi. Chắc mẹ cậu sẽ không trở về với cậu nữa đâu. Cậu phải ăn mới có sức để chạy trốn. Từ nay không có mẹ ở bên cạnh để bảo vệ cậu đâu. Cậu không thích ăn cơm mà lại thích ăn muối vừng của mình sao? Cậu phải trốn cho kỹ vào. Lão Hợi cũng muốn tìm bắt cậu về nuôi lấy sừng đó. Lão ấy độc ác lắm. Mình sẽ cố gắng bảo vệ cậu.
Cậu nhớ trốn ở đây nha, đợi khi nào lão hội không tìm thấy cậu rồi bỏ cuộc thì mới được ra ngoài chạy nhảy. Mình sẽ bứt cỏ mang nước đến cho cậu. Tối nay không có mẹ ở cùng, cậu đừng có sợ nha. Cứ nằm im trong hang, đừng có ra ngoài. Mình về nha, cậu nhớ phải ở trong hang chờ mình đó. Mình là bạn của cậu, cậu sẽ không cô đơn đâu. Sáng hôm sau, vì lo lắng cho hươu con nên Mía đã vào rừng từ rất sớm. Cậu mang nước uống và cỏ tươi đến cho hươu con. Hươu con ơi, cậu ở đâu rồi? Cậu bị bắt rồi sao? Xin lỗi cậu nha hươu con, mình đã không giúp được gì cho cậu. Hươu con ơi, mẹ cậu đã bị bắt, cậu cũng không thoát được sao? Hươu con ơi, cậu vẫn còn sống, mình mừng quá. Cậu đói nên đi tìm thêm cỏ sao? Mình có mang nước và cỏ thật tươi non cho cậu đây. Mình cứ tưởng cậu đi mất rồi, hoặc là bị thợ săn bắt mất. May cho cậu là hôm nay lão hội ở nhà đó nha. À, cậu ngửi thấy mùi muối vừng sao? Cậu đúng là con hươu kỳ lạ mà. Mình không chạy nhanh như cậu được đâu. Cậu lại nhớ mẹ sao? Mình cũng vậy. May mắn là mình còn mẹ, thỉnh thoảng còn lén lão hợi về nhà thăm mẹ đó. Cậu thì chẳng còn mẹ nữa. Cậu hãy cố gắng lên nha. Mình sẽ làm bạn với cậu suốt đời. Cậu quay lại hang trốn đi, mình phải về nhà đây. Cậu nhớ đừng đi lung tung nha. Hươu à, hươu ăn trống lớn, hươu mọc đôi sừng thật cao, thật đẹp nhé. Khi nào xin được lão hợi vào rừng, mình sẽ đến chơi với cậu. Cậu nhớ cẩn thận nha. Sao không thấy con hươu con đó vậy? Chắc nó sợ quá nên trốn vào rừng sâu rồi. Đi săn mãi mới thấy hai mẹ con hươu đó, mà để sống mất con hươu con rồi. Thôi, mình đi kiếm con khác đi ông. Hy vọng là lão ấy không muốn tìm bắt hươu con nữa. Mình phải nói với hươu con trốn kỹ hơn mới được. Có phải là có thú rừng gần đây không? Con cũng có nghe thấy tiếng sột soạt. Mình đuổi theo không ông? Đuổi theo nhanh, biết đâu lại là con hươu con đó. Sao không thấy con thú nào vậy? Nó chạy nhanh quá. Có khi nào là hổ hay báo không ông? Chỗ này ở sâu trong rừng rồi, coi chừng có thú dữ thật. Tao với mày lo về, không để làm mồi cho thú dữ. Ai mày nói tao đuổi tận vào rừng sâu, và họ nó trông chảy như càng sấy. Lão hội bị dọa sợ, chắc sẽ không dám đi vào tận đây nữa đâu. Từ đó, Mía trở thành người bạn thân thiết của hươu con. Vì thương hươu con đã mất mẹ, nên Mía ngày càng chăm vào rừng tìm đến chơi cùng hươu con. Hươu con ơi, cậu đâu rồi? Mình đến chơi với cậu đây. Cậu lớn nhanh quá, mới đó đã lớn hơn mình rồi. Cậu nói mình ăn cỏ giống cậu cho lớn nhanh sao? Mình là người, không ăn cỏ được. Suốt ngày lão hợi cho mình ăn cơm nắm muối vừng, nên mình không lớn nhanh như thỏ giống cậu được đó. Mình nằm mơ thấy cậu đã lớn, còn mọc sừng rất đẹp. Mình cũng sẽ lớn nhanh như thỏ, hai đứa mình vẫn là bạn thân. Cậu muốn nằm ngủ để mơ giống mình sao? Sắp sáng rồi mà chưa thấy đứa nào chịu dậy nổi lửa nấu nước cho tao làm việc nữa. Hươu ơi, hươu ăn cho no để lớn thật nhanh. Hươu mọc sừng thật to, thật đẹp nha.
Lại ông, con ngủ quên mất, con nhóm lửa đun nước liền đây ạ. Mày ngủ gần thằng mía, mày có nghe nó nói mớ gì không? Dạ. Nó hay gọi Hưu ơi Hưu à. Nhiều bữa còn cười thích thú nữa. Nhưng mà con buồn ngủ quá, không nhớ nó nói cái gì nữa. Chắc là nó đã gặp con Hưu con ở trong rừng rồi. Dạo này nó suốt ngày xin vào rừng kiếm củi hái rau. Tao phải bắt được con Hưu con ấy để kiếm sừng Hưu làm thuốc. Hưu ơi, ra đây chơi với mình nào. Mình có mang cơm nắm muối vừng đây. Lát nữa mình cho cậu ăn cái muối vừng của mình nha. Thì ra mày trốn việc ở nhà, vào rừng chơi với con Hưu con này. Thằng này láo, thấy con Hưu con mà không báo cho ông chủ. Ông ơi, Hưu mẹ đã bị ông bắt mất rồi. Giờ còn mình cậu ấy thôi. Ông tha cho cậu ấy đi. Tha là tha thế nào? Tao sẽ bắt nó về nhà nuôi lấy sừng. Tao mang nó về nhà nuôi, nó sẽ được an toàn hơn là ở trong rừng. Đừng là nhà của cậu ấy. Ông đừng mang cậu ấy về nhốt trong chuồng. Con xin ông, tha cho cậu ấy đi. Mày bắt thằng mía tránh sang một bên, để tao bắt con Hưu con này về. Không được bắn chết nó nghe chưa? Ông không được bắt nó. Mày tránh ra để tao bắt sống nó. Muốn chết hay sao mà ngán đường của tao? Hưu ơi, cậu chạy thật nhanh đi, chạy thật sâu vào rừng đi. Ông ta đã bắt mẹ cậu đó, đừng để ông ta bắt được cậu. Hưu ơi, con chạy đi. Thằng nhóc lão cá, dám chặn đường của tao. Hưu ơi, chạy sâu vào trong rừng nha Hưu. Mau đuổi theo nó cho tao. Mày còn đứng đó làm gì nữa hả? Mũi trèo nó nhanh lên. Mới chạy được xíu đã thở hồng hộc rồi. Đúng là cái thằng kém cỏi. Đau quá, đau quá, cứu tôi. Ông ơi, đầu con đau quá, xin ông đừng đánh con. Con mỗi con Hưu con mày cũng không bắt được, đúng là đồ ăn hại. Ông đang mắng con hay mắng ông vậy? Mày còn ở đó chọc tức tao nữa hả? Ôi trời ơi, cái mông của tôi. May quá, Hưu con không bị bắt lại. Thằng mía, tao nuôi mày đúng là nuôi ông tài áo. Mày dám qua mặt tao hả? Rừng là nhà của Hưu, ông không có quyền bắt Hưu đi ra khỏi rừng. Nếu mày còn muốn làm việc trong nhà của tao, thì mau gọi con Hưu con đó ra đây. Giờ con có gọi đến chết thì nó cũng không dám ra đâu. Ông làm nó sợ rồi. Được rồi, vậy để tao đánh mày chết, xem con Hưu đó có ra cứu mày hay không. Mau bắt nó lại cho tao. Tao phải bắt nó gọi con Hưu ra đây. Thằng bía, đứng lại đó cho tao. Mày không muốn kiếm tiền về cho mẹ mày nữa sao? Con xin nghỉ việc. Con sẽ ghét con làm thịt mấy con vật lắm rồi. Mày có đứng lại không? Con là mày chết đó. Đứng lại thì con mới bị ông đánh chết đó. Mày đến nhìn xem thằng mía nó còn sống không. Con không dám nhìn đâu. Giật sâu như vậy chắc nó rơi xuống đó,
chết rồi ông ơi. Kệ nó đi. Tại nó tự té xuống, chứ tao với mày không có liên quan gì hết. Thôi đi về, nhanh lên. Vậy còn con Hương thì sao ông? Ngày mai tao sẽ cho chó săn vào tìm nó. Mình may quá, may mà có đám dây rừng giữ lại. Mình mà rơi xuống đấy, đập đầu vào đá thì chắc sống không nổi luôn. May quá, sống rồi. Hương con, cậu bám thật chặt vào đám dây rừng, mình đang ở dưới này. Cậu định nhảy từ trên đó xuống để cứu mình phải không? Lão Hợi nói ngày mai sẽ mang chó săn vào rừng để tìm cậu đó. Mình và cậu phải nhanh chân trốn đi thôi, mình sẽ không quay về nhà của lão ấy nữa đâu. Mày phải tìm được con hù đó cho tao nghe chưa? Ông chủ ơi, chờ con với. Ông với chó chạy nhanh quá, con đuổi tao không kịp. Mày nói tao chạy nhanh như chó hả? Dạ không, con nói con chó chạy nhanh như ông ạ. À, mày lo đi tìm con hu cho tao, đừng ở đó mà ăn nói láo liếu. Con có bắn được nó không ông? Mày chỉ được bắn vào chân nó hoặc là mông nó thôi. Con hu phải sống để tao nuôi lấy sừng. Vậy khi bắt được nó rồi, ông cho con dùng thuốc sừng hu luôn được không? Ôi dạ. Mày chỉ là người làm mà dám đòi hỏi hả? Mau đi tìm con hu nhanh lên cho tao. Đích thị là con hu đó rồi. Hôm nay mình phải bắt được nó về cho lão Hợi lĩnh thưởng. Chết tao rồi. Ông ơi, con tưởng ông là con hươu. Mày dám bắn tao hả? Hay là mắt mày bị mù rồi? Tao lù lù một đống như vậy mà mày tưởng là con hươu? Mày muốn thử cảm giác mũi tên cắm vào mông thế nào không? Chúng! Mày đứng lại cho tao. Tao cho mày biết thế nào là mũi tên cắm vào mông. Đó là đồng loại của cậu, cậu hãy đến làm quen đi. Thật vui khi cậu ấy tìm được đồng loại. Mình nhớ mẹ quá. Lâu nay mình không về thăm mẹ, chắc mẹ lo lắng cho mình lắm. Mình phải tìm đường về thăm mẹ thôi. Cậu không đi theo đàn của mình sao? Cậu sợ mình buồn hả? Bà là mẹ thằng Mía đúng không? Đúng rồi. Thằng Mía nhà tôi có chuyện gì không cậu?
con trai bà làm sổng mất con heo của lão Hợi. Nó sợ quá nên bỏ trốn mất rồi. Nếu nó có quay về thì bà nói nó cứ đến làm cho lão Hợi để trả nợ. Lão Hợi không trách phạt gì nó đâu. Hả? Nó bỏ trốn đi lâu chưa cậu? Cũng lâu rồi. Nó không về tìm bà sao? Nó không có về nhà. Tôi cũng đang lo cho nó đây. Lão Hợi tốt bụng còn gửi tiền công của thằng mía cho bà đây. Bà nhớ nói nó quay về làm cho lão Hợi nghe chưa? Cảm ơn cậu và ông chủ tốt bụng. Tôi sẽ khuyên nhủ thằng mía. Chắc là nó chết trong rừng thật rồi. Tiền đó coi như an ủi cho mẹ của nó. Mình phải về nhà thăm mẹ. Lâu rồi mình không về nhà, mẹ sẽ lo cho mình lắm. Cậu ở lại đây chờ mình nha. Nếu cậu buồn thì hãy đi cùng đàn hươu cho có bạn nha. Nhớ phải tránh xa bì rừng đó. Không biết thằng bé nó trốn đi đâu. Nó lỡ làm sổng heo của lão Hợi thôi mà. Lão ấy cũng tha lỗi cho nó, nhắn nó về làm. Em đi lái thuyền thuê, để em dò la khắp nơi xem có ai thấy thằng bé không. Chắc nó không dám đi đâu xa đâu. Nó rất hiếu thảo với mẹ mà. Mẹ ơi, con về rồi đây. Con nhớ mẹ quá. Mía, con trai của mẹ, con đã bỏ đi đâu vậy? Cậu nghe nói con làm sổng mất heo của lão Hợi nên bỏ trốn phải không? Con xin lỗi mẹ, xin lỗi cậu đã làm cả nhà lo lắng. Không phải vậy đâu, là lão Hợi muốn bắt sống hươu con để nuôi lấy sừng. Con vì muốn cứu hươu nên bị lão rượt đuổi, phải chạy nhảy xuống vực. Lão ấy nghĩ rằng con đã chết, con mới thoát được đó. Con trai mẹ tội nghiệp quá. May là con vẫn còn sống quay về. Lão Hợi vì một con hươu con mà suýt nữa hại chết cháu mía. Bây giờ nếu biết mía còn sống trở về, lão sẽ lại tìm tới bắt cho xem. Làm sao để giúp con an toàn đây? Em có ý này. Bây giờ con hãy cùng cậu đi sang nhà cậu ở huyện bên kia sống. Lão Hợi sẽ không tìm bắt được con đâu. Làm sao con nỡ đi xa như vậy ạ? Mẹ ở nhà lấy ai mà chăm sóc? Chỉ cần con được an toàn thôi, con đừng có lo cho mẹ. Con sang ở với cậu, cậu sẽ cho con ăn học nên người, không phải đi làm người ở cho người ta nữa. Cậu đi lái thuyền thuê, thỉnh thoảng sẽ ghé vào thăm mẹ con, cho con yên tâm ha. Nhưng con đã hứa với hươu con sẽ quay lại tìm cậu ấy. Nếu con không quay lại, cậu ấy sẽ cô đơn lắm. Con là người rất yêu thương động vật, lại biết giữ lời hứa. Như con nói thì hươu con rất thông minh, chắc chắn hươu con sẽ biết sống cùng đồng loại và đợi con trở về. Mẹ thằng mía có ở nhà không? Sao tôi nghe trong nhà có tiếng nói chuyện vậy? Có phải thằng mía nhà bà quay về hay không? Nào có ai đâu. Đây là em trai tôi ở xa, nó mới tới nên trò chuyện thôi mà. Mày trốn trong này phải không? Đó là cua tôi mang tới biếu chị gái. Tôi đang định cản cậu mà cậu nhanh tay quá. Chúng ta phải đi nhanh lên, không thằng súng quay lại với lão Hợi thì nguy. Mẹ ơi, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Con sẽ chăm chỉ học hành, sau này thành tài về báo hiếu cho mẹ. Con trai ngoan của mẹ, con nhớ nghe lời cậu và học hành cho tốt. Mẹ có thể tự chăm sóc cho bản thân. Con đừng lo lắng. Dạ, con đi nha mẹ. Em đi nghe chị. Con đã nghi ngờ là nó còn sống rồi mà. Vậy sao mày không ở lại đó canh bắt nó cho tao? Tại khu kẹp con đau quá nên con về gọi ông đến giúp sức. Cậu ơi, họ đang đuổi theo muốn bắt con đó. Để cậu chèo thuyền ra xa. Mày bơi ra đó, biết lại cho tao. Dám lừa tao rồi bỏ trốn hả?
Ông ơi, con không biết bơi. Ông ơi, cứu con với, con biết bơi ông ơi. Tao cũng đâu có biết bơi đâu. Tao không biết bơi, mày đã kéo tao xuống chết chùm luôn hả? Nhậu kéo con lên. Ông yêu quá, lại rơi xuống nước. Dạ. Mày làm không hết chuyện của tao rồi. Thưa con ơi, mình là Mía đây. Tạm biệt cậu. Mình sẽ sớm quay lại thăm cậu thôi. Dạ, mong thầy nhận cháu Mía mà dạy dỗ cháu nên người. Đứa bé này nhìn rất sáng dạ, lại còn tốt bụng, biết yêu thương mọi vật. Ta sẽ cố gắng dạy dỗ nó. Con chào thầy đi. Con chào thầy ạ. Từ nay con ở lại đây chăm chỉ học hành. Cậu chèo thuyền chở hàng cho người ta, lâu lâu sẽ ghé thăm con, gửi tiền ăn học của con cho thầy. Dạ, con xin nghe lời cậu và thầy ạ. Con cứ xem nhà thầy như là nhà con, cố gắng học hành để mẹ và cậu con an lòng. Từ đó Mía ở lại nhà thầy Đồ chăm chỉ học hành. Ngoài giờ học, cậu còn miệt mài tự học nên thầy Đồ rất hài lòng về cậu học trò sáng dạ, chăm ngoan. Thằng bé chăm học lại chăm việc nhà, thật là đáng khen. Chú là bạn đi thuyền với cậu của cháu. Tối qua nước dữ, thuyền của cậu cháu bị đắm. Cậu cháu đã mất rồi. Cậu ơi, sao cậu lại bỏ con mình đi như vậy hả cậu? Cậu của cháu Mía đã mất rồi sao? Thiệt là tội nghiệp quá. Đây, tôi còn chút tiền của cậu cháu Mía gửi từ trước. Tôi xin gửi thầy số tiền này, cho cháu học thêm được ngày nào thì tốt ngày đó. Được rồi, thầy sẽ cùng con về nhà làm đám tang cho cậu con. Rồi con cứ quay lại nhà ta mà tiếp tục học hành. Con sáng dạ lại chăm ngoan, thầy sẽ thay cậu con nuôi dạy con nên người. Mẹ ơi, cậu con ơi, đường về nhà của con ngày càng xa rồi. Không biết bây giờ hôn con thế nào rồi. Cậu ấy đã chịu nhập đàn cho có bạn bè chưa? Này cậu bé, thầy của cậu đâu rồi? Tôi mang thư báo tin đến, cậu nhờ thầy đọc cho nha. Lại là anh sao? Hôm nay anh mang đến tin buồn hay là tin vui vậy? Thưa thầy, tôi rất tiếc lại mang tin buồn đến cho cháu Mía ạ. Tội nghiệp con quá. Mẹ con vì bệnh nặng đã qua đời rồi. Mẹ ơi. Con định tự mình trở về quê nhà sao? Con có biết đường về nhà không? Thưa thầy, con không nhớ đường về nhà. Lúc cậu đưa con đi thì trời tối lắm, lại đi bằng thuyền, đến nơi thì trời đã sáng. Mẹ con cũng đã mất rồi. Thư đến tai con, chắc mẹ cũng đã yên nghỉ nơi quê nhà. Giờ con quay về, rồi con sẽ làm gì? Chi bằng con cùng ta lên kinh thành để tiện đường học hành và thi cử. Khi công thành danh toại, con trở về bái lại mẹ và cậu, thì cũng chứng tỏ con đã hoàn thành tâm nguyện cho họ rồi. Thầy vẫn muốn nuôi con ăn học rồi thi cử trên kinh thành hả? Ta thấy con là đứa sáng dạ, lại rất chăm ngoan. Con cũng đã hứa phải học hành thành tài rồi mà. Nghe lời ta, hãy tiếp tục chăm chỉ học hành để mẹ và cậu con được an lòng. Con cảm ơn thầy đã thương con. Mía nghe lời thầy, hai thầy trò khăn gói lên kinh thành tìm chỗ trọ học, chờ ngày thi cử. Mẹ ơi, con sẽ học thật tốt, rồi trở về thăm mẹ. Hư ơi, mình sẽ trở về sớm với cậu. Thời gian thấm thoát trôi qua,
chú hươu con ngày nào đã trưởng thành. Trên đầu chú đã mọc ra bộ sừng to và dài. Ngày ngày chú cùng đàn hươu đi kiếm ăn trong rừng. Bao nhiêu năm ta canh chừng, hôm nay ta đã tìm được mày rồi. Sừng của mày to và đẹp quá, chắc chắn là làm thuốc sẽ tốt lắm đây. Mày đang chờ thằng mía sao? Nó sẽ không xuất hiện để cứu mày đâu. Nó đã bỏ mày đi rồi. Rắn độc cắn tôi rồi, có ai không? Cứu tôi với! Vì thích săn bắt thú rừng mà lão Hợi đã nhận lấy kết cục bi thảm. Lão Hợi bị rắn độc cắn, lại rơi xuống vực sâu, không có ai cứu nên phải bỏ mạng trong rừng. Hưu quay về nằm chờ mía trước cửa hang. Nó cứ nằm đợi mãi, ngày này qua ngày khác, dù mưa nắng cũng không dời đi. Sau bao tháng năm chăm chỉ học hành nơi kinh thành, mía đã trưởng thành tham dự khoa cử ở kinh thành. Thầy ơi, con đã đậu rồi. Con đã học hành chăm chỉ, chúc mừng con đã thành tài. Lạy thầy, con tạ ơn thầy đã nuôi dạy con bao năm qua. Nay con đã học hành thành tài, xin thầy cho con về lại quê nhà thăm mộ mẹ và tìm người bạn thân thiết thuở nhỏ của con. Mẹ ơi, thằng mía bé bỏng đã về thăm mẹ rồi đây. Con đã ăn học thành tài rồi, nhưng mẹ đã bỏ con mà đi. Con xin lỗi mẹ vì bao năm không thể về thăm mẹ. Mẹ tha lỗi cho con nha mẹ. Hưu con ơi, cậu có nhớ mình không? Đây chính là nơi mình đã gặp hưu con. Mùi hương ấy thật thơm, lại quấn quýt mình không rời. Cây hoa này thật kỳ lạ, sao nó lại mọc ngay trước cửa hang này nhỉ? Ngày xưa mình đâu có thấy nó. Ở chỗ này cách đây lâu rồi, có một con hưu già cứ tới nằm mãi như chờ đợi ai đó, rồi nó chết tại đây luôn. Cậu biến thành cây hoa này để đợi chờ mình phải không? Xin lỗi cậu, mình đã đi lâu quá. Cậu không muốn rời xa mình sao? Vậy mình sẽ chiết cành mang cậu về sân nhà mình để bầu bạn nha. Để nhớ đến người bạn hưu đã luôn chờ đợi mình, mía đã đặt tên cho loại cây trổ hoa trắng, có lá giống tai hưu, cành giống sừng hưu là cây hoa đợi. Loài hoa tượng trưng cho tình bạn gắn bó, chân thành. Dần qua bao tháng năm, mọi người nói lệch đi thành cây hoa đại như bây giờ. Ngày xưa, các loại cây cối cũng có các vị thần tiên bảo hộ. Và thần tiên cũng phải học hành, thi cử để trở thành tiên trưởng thành. Tiên Gạo là một trong số những tiên nhí đang trong giai đoạn đó. Nhưng cô lại rất nghịch ngợm và ham chơi. Đùng! Ta thắng rồi. Thôi mà, em mới chơi thua có 10 gián thôi, làm gì mà căng thẳng vậy? Thôi thôi, thế lần này ta tìm cho em trốn nhé. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi, ba mươi lăm, bốn mươi, bốn mươi lăm, năm mươi. Ta đi tìm đây. Ai bảo ta có phép làm chi? Tên kia, ngươi dám phá ruộng lúa của nhà ta.
là tiên gạo chuyên bảo hộ. Tiên gạo này, tiên phá phách thì có. Cô, cái gì nữa? Tiên thì phải vừa đẹp vừa dịu dàng như cô Tắm, và phải giúp đỡ mọi người nữa chứ. Có đâu mà lấy phép bắt nạt người như cô. Cô dám cốc đầu ta, ta sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Thế nào, ta đã biến đám mạ thành thóc hết rồi. Mẹ ơi, có bọn quỷ lấy hết lúa nhà mình rồi. Dám cốc đầu ta hả? Ai lại dám cốc ta nữa thế? Sư phụ, sao sư phụ đánh con? Con đó, học hành thì chưa xong, giờ lại có thói bắt nạt con người. Sư phụ, cô ta dám xúc phạm con. Còn hết chuyện nghịch ngợm rồi phải không? Dám làm phép lung tung, đừng nói nhiều nữa. Hôm nay còn bị cấm túc, ngồi trong hạt gạo này, hãy suy nghĩ về việc mình đã làm đi. Có ai đâu. Vừa mới đây mà, một con bé với một con mèo bốn tay lúa biến mất. Chắc là sáng sớm ra đồng con vẫn đang buồn ngủ chứ gì. Thôi, con đi rửa mặt cho tỉnh đi rồi làm với mẹ. Con thật là, ta bảo con thiền định suy nghĩ về việc mình đã làm mà con lại ngủ làm sao? Con xin lỗi sư phụ, tại hôm qua con thức khuya học bài. Vậy sao? Vậy nói cho ta biết, muốn giúp đỡ con người thì phải qua các bước nào? Dạ, giúp người thì là... Thưa sư phụ, giúp người trước hết phải thử thách sự nhân từ, rồi thử thách sự kiên nhẫn, và cuối cùng là thử thách ý chí của người đó, sau cùng mới là ban phước lành. Con luyện phép. Được, vậy con làm phép ngay cho ta. Hôm nay về nhà chép phạt 5 cuộn giấy, đọc hết một chương sách về thưởng phạt nhân sinh. Lần sau tóm tắt cho ta nghe. Làm gì mạnh hơn tí xíu đi. Phép này làm sao thành tiên được, nói gì tới việc thi tiên trưởng thành. Hay là thi làm tiểu đồng đi. Đúng rồi, đúng rồi, tiên gạo làm tiểu đồng gạo đi. Nói nữa ta sẽ hút các người vào đây. Ta cũng đâu cố ý ngủ gật đâu, nhưng mà không hiểu sao cứ ở trong lớp là tao buồn ngủ à. Còn ra khỏi lớp là mắt ta lại mở thao láo nè. Ui da. Ui da. Ông ơi, ông bị làm sao thế? Tôi đói. Đói quá. Đã 2 ngày 1 đêm không có gì ăn. Ông ta thật khốn khổ. Sư phụ nói giúp người thế nào nhỉ? Hay à, ta không thể nhớ sư phụ dạy cái gì nữa. Ta phải giúp ông ta trước. Đây, ông mau ăn đi. Sao ông lại ra nông nổi này? Cô bé tốt bụng ơi, ta sống nghèo khổ, đến nhà cửa cũng không có, đành phải đi ăn xin kiếm bữa qua ngày. 2 ngày nay
không xin được gì đành phải chịu đói. May mà có cô cứu tôi. Thật là đáng thương. Sao ông không cất nhà rồi để dành tiền mà mua ruộng đất canh tác? Đâu có dễ như vậy. Mọi thứ đều rất đắt đỏ. Cô bé xinh xắn tốt bụng ơi, có thể cho tôi một chút thức ăn hay vài hào lẻ thôi cũng được. Đây là thóc thần. Ông chỉ cần gieo xuống đất, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần 3 ngày 3 đêm là lúa sẽ chín và có thể gặt được. Đây, ông hãy cầm lấy. Quả là thần tiên pháp lực phi phàm, lại còn tốt bụng thiện lương. Xin cảm tạ. Ông không cần làm vậy đâu. Giúp người hoạn nạn là nhiệm vụ của ta mà. Ta phải đi đây. Thật là ta đóng giả hay đến mức thần tiên cũng bị lừa luôn. Mẹ ơi, gạo nhà mình sắp hết rồi, còn lúa thì lại mất mùa. Phải làm sao đây hả mẹ? Con đừng quá lo lắng, rồi từ từ chúng ta sẽ tìm cách. Còn có mẹ đây mà. Mẹ ơi, xem kìa, ông ấy bị ốm thì phải. Này, bác có làm sao không? Tôi đói, đói quá. Đã 2 ngày 1 đêm không có gì ăn. Đây, bác hãy ăn tạm một chút cơm nắm lót dạ đi. Đây, bác uống thêm chút nước nữa. Trời nắng quá mà bác đang ốm thế này. Hay là để mẹ con tôi dìu về nhà nhé. Chà, phiền hai mẹ con quá. Tôi ăn rồi nghỉ một lát là khỏe thôi. Không sao đâu bác. Bác sống ở đâu? Bác ơi, nước thì cháu hết rồi, nhưng cháu còn mấy nắm cơm đây. Bác hãy cầm lấy ăn đỡ đi ạ. Xin đa tạ hai mẹ con tốt bụng. Đa tạ hai mẹ con. Bác đừng làm vậy. Thôi, cháu với mẹ phải về đây. Một, hai, ba, bốn, nắm cơm. Ăn về thì được 1 tuần luôn. Thóc thần, liệu có đáng tin không nhỉ? Ta thử về gieo xem sao. Trời ơi, chép thạc dài quá. Sư phụ ơi, con gãy tay mất. Mèo con à, sáng nay em thấy ta giúp gã kia trông có oai không? Xem ta làm có giống trong sách không? Đọc sách buồn ngủ quá. Thôi, ta đi ngủ luôn cho xong, để mai tính tiếp. Đây là thóc thần. Ông chỉ cần gieo xuống đất, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần 3 ngày 3 đêm là lúa sẽ chín và có thể gặt được. Ăn xin mấy năm trời, chỉ để giành được từng này. Ta đã tính đi tính lại, với số thóc thần này thì ta chỉ trong 1 tuần sẽ có 1 hang đầy thóc. Nhưng ông không được tưới hoặc ngâm nước. Chỉ cần chạm nước, thóc này sẽ mất hết phép, trở thành thóc thường mà thôi. Suýt nữa thì ướt hết hạt giống thần rồi. Ê, nếu ta bán thóc thần thì mọi người cũng sẽ có thóc thần thì sao? Nói ông biết, sắp tới trời sẽ hạn hán nặng lắm. Ông hãy đi báo cho mọi người để trữ sẵn lúa mà ăn. Ta sẽ tiếp tục xin ăn và tích trữ thật nhiều thóc gạo. Rồi ta sẽ ngâm thóc qua nước trước khi bán. Như vậy thì sẽ chỉ có mình ta có thóc thần. Khi hạn hán đến thì biết đâu đó lại là cơ hội của ta. Một thời gian sau, hạn hán đến đúng như lời tiên gạo đã nói. Thời tiết khô hạn, đất đai nứt nẻ, mọi người đều đã hết thóc gạo dự trữ, ai nấy đều thiếu lương thực và thiếu nước trầm trọng. Nguy quá, đến nay mà trời vẫn chưa mưa, cây cối không mọc nổi, mà lương thực lại đang cạn dần. Có lẽ năm nay hạn hán to rồi, chúng ta phải tiết kiệm nước và thức ăn, không thì chẳng còn gì. Con bê khéo coi chừng đổ nha. Con biết rồi mẹ.
đường đến lớp thật đẹp. La 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 la. Ê, con bé Sen hại ta bị phạt. Ta phải trêu nó mới được. Để yên coi, ta chỉ trêu nó một lát thôi. Con có sao không? Mẹ, con xin lỗi. Con không có ý. Nước đổ hết rồi. Thôi, lỡ rồi con. Đi đứng phải cẩn thận chứ. Sao lại chạy nhanh quá vậy? Con xin lỗi. Tự nhiên con bị thổi bay lên trời. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Sen, cháu lấy nước nhà bác mà dùng. Mau nấu cho mẹ ít cháo đi. Dạ cảm ơn bác. Ta đâu có ngờ. Ta đã làm người tốt rồi. Tôi chết rồi, ta trễ học rồi, mau đi. Giúp đỡ con người là quan trọng, nhưng thử thách con người cũng quan trọng không kém. Phải để con người biểu hiện rằng họ có tấm lòng xứng đáng với sự giúp đỡ từ chúng ta, rằng chúng ta đã giúp đúng người. Các con nghĩ ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục học? Dạ sư phụ. Chúng con chào sư phụ. Con là một học trò thông minh. Ta đã kỳ vọng ở con rất nhiều, nhưng con đã làm ta thực sự thất vọng. Sư phụ, con... Ta biết con không cố ý, nhưng sự thật là con chưa để tâm đến tầm quan trọng của công việc mà chúng ta đang làm. Chúng ta có phép thuật là để bảo vệ cây cối, là để cứu giúp con người, chứ không phải để khoe khoang hay biểu diễn thì thô. Con có hiểu không? Dạ sư phụ, con xin lỗi thầy. Con hứa sẽ không làm thầy buồn nữa đâu. Thôi được rồi, con về đi. Thưa sư phụ, con cho con hỏi một điều này. Lúc nãy sư phụ nói phải thử thách con người trước khi giúp, vậy thầy cho con ví dụ được không? Con ngồi xuống, kể cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện xem nào. Dạ, để con kể sư phụ nghe. Bơ người ta, cứu tôi. Cháu đỡ được bà rồi. Bà có bị thương ở đâu không bà? Đói quá, tôi đói quá. Bà chờ cháu chút xíu nha bà. Bà ơi, bà ăn đã nấm nướng đi ạ. Còn măng sắp chín rồi. Cảm ơn cháu. Không có cháu chắc ta sẽ chết đói trong rừng mất rồi. Không có gì đâu bà. Mẹ cháu đã dạy phải giúp đỡ người gặp nạn. May mà cháu mới hái được ít măng và nấm. Vậy cháu nương măng và nấm hết cho bà thế này thì cháu còn gì để ăn? Cháu, bà đừng lo, bà cứ ăn no đi rồi cháu đỡ bà xuống núi. Lát nữa cháu đi kiếm thêm một ít rau rừng nữa cũng được. Nhà chỉ có hai mẹ con nên không ăn nhiều. Cháu thật tốt quá, ta không biết lấy gì để trả ơn cháu. Bà khỏe lại là cháu vui rồi. Bà đừng... Ủa? Bà ơi bà! Bà đi đâu mà nhanh thế nhỉ?
phải là vật phòng thân của bà lão. Ta đem về cất để gặp bà rồi trả lại. Sư phụ, liệu cô bé đó có biết lấy gạo đó mà ăn không ạ? Rồi con sẽ biết. Con về rồi đó à? Dạ mẹ. Mẹ ơi, con lên rừng hái được một ít rau nè. Lát nữa con nấu cho mẹ ăn đỡ nha. Mẹ thấy sao rồi mẹ? Cũng mệt, nhưng mà đỡ rồi con à. Con đừng lo cho mẹ. Con mau ăn uống chút gì đi. Sáng giờ chỉ lo cho mẹ. Mẹ con cái sen có nhà không? Con chào bác ạ. Bác sang chơi ạ? Nhà có ít cháo với củ khoai, đem chia cho nhà chị một ít đó mà. Bác tốt quá, mẹ con cháu xin cảm ơn bác. Nghe nói bác đã hết gạo từ hôm qua, sao không để ở nhà mà dùng, lại cho mẹ con tôi thế này? Nhà chị đừng lo, tôi đang đi làm ở nhà gã tị, tiền công trả bằng đấu gạo nên chúng tôi cũng cầm cự được. Thật sao bác? Ông tỷ ấy có bán gạo không? Nhà còn chút tiền may ra. 5 đồng một cân. Trời, sao mắc quá vậy? Ai mà mua nổi? Ta đã già từng tuổi này, mới thấy hạn hán ghê gớm như lần này. May ra được thần tiên cứu giúp thì chúng ta mới thoát. Cùng bác được không? Hay để mai mẹ bớt bệnh rồi đi làm, con đi một mình sao được? Không được đâu, thầy Lan nói bệnh của mẹ phải vài ngày nữa mới khỏi, mà tiền thì không còn nhiều. Mẹ cứ để con đi coi sao, con làm việc gì cũng được. Thôi cũng được chị à, cứ để con bé đi xem có việc gì cho nó không. Đi cùng với tôi sẽ xem chừng và giúp đỡ cháu nó. Dân, thì mẹ con tôi nhờ bác vậy. Mình sẽ đi làm và lãnh gạo về cho mẹ. Vậy thì cái ống này cất đi để trả cho bà lão. Mẹ đã dạy mình không được lấy cái không phải của mình. Mà Từ từ thôi, khéo đứt rễ mất. Xong thêm một cái cây nữa được an toàn. Em cười cái gì? Ta có trách nhiệm bảo vệ cây cối các loại giữa cơn hạn hán này. Cứu được cây nào hay cây đó, chứ đâu riêng gì cây lúa. Ta thấy thật tự hào. Hôm nay ta đã nhờ gã ăn xin đi báo tin hạn hán cho mọi người, thế là không có ai chết đói. Còn giờ ta chỉ việc cứu các cây non thôi. Nè, mọi người có biết không, gã tị ấy trước chỉ là ăn xin thôi, không biết tích trữ ở đâu được lắm gạo bán với giá cắt cổ nên mới giàu vậy đó. Chưa đâu, giá mỗi ngày một tăng nữa, nhờ vậy mà hắn tậu được biết bao nhiêu ruộng vườn nhà cửa trong vòng có 1 tháng. Sao đang lúc thiên tai mà không thương xót giúp đỡ đồng bào lại ra giá trên trời như vậy? Năm nay hạn hán quá nặng, không biết chúng ta có thể cầm cự được bao lâu nữa. Sao lại có kẻ đầu cơ trục lợi trên nỗi khổ của người khác như vậy được? Chúng ta mau theo họ xem. Bán cho tôi 1 cân. Tội trước, tôi mua 1 cân. Xếp hàng vào, không chen lấn. Giá mới hôm nay là 8 đồng một cân. Nè, muốn mua vừa bán thôi. Ai muốn mua thì mua, tôi đâu có bắt buộc. Ê, làm ăn trên nỗi khổ của người ta như vậy đó. Hình như đây là gã ăn xin ta cứu lúc trước đây mà. Mấy người đến gặt lúa phải không? Dạ đúng rồi. Đi gặt lúa mà sao đem theo con nít vậy? Ông không nhớ cháu sao? Lúc trước cháu và mẹ từng cho ông cơm nắm lúc ông bị xỉu đó. Con bé này, ai mà biết mày, đừng thấy sang bắt hoàng làm họ nha.
Nếu đến đây để ăn dạ thì mau xéo đi kẻo tao báo quan đó. Thưa ông, cháu nó còn nhỏ, xin ông tha cho. Xin ông xem có việc gì cho con bé làm với. Nhà nó thì nghèo, mẹ nó lại đang bệnh. Nói thế còn tạm nghe được, nhưng ở đây đủ người cả rồi, chỉ có công việc cắt lúa thôi. Thưa ông, việc đó so với sức con bé thì nặng quá. Làm thì làm, không thì về, đừng lôi thôi. Nên nhớ, còn có rất nhiều người đang chờ công việc này mà không được đó. Ở đâu ra mà xử tệ với người ta như thế? Ta quả đã làm khi giúp ngươi, ta sẽ cho ngươi biết tay. Ê, ai vừa cốc đầu ta? Ta mà biết kẻ nào thì... Các ngươi im hết cho ta, ta trừ tiền công các ngươi. Các ngươi hùa nhau sỉ nhục ta có phải không? Dạ, chúng tôi đi đây. Con nhỏ kia chính mi làm cho ta bẻ mặt. Hôm nay riêng nhà ngươi bị trừ nửa tiền công. Cháu có làm gì đâu, xin ông đừng trừ công của cháu. Ông hãy suy nghĩ lại, nó còn nhỏ, mẹ nó lại đang bệnh. Ai nó giúp nó sẽ chia nửa tiền công với nó luôn. Thôi đi cháu, đôi co với ông ta mình chỉ thiệt thôi. Đúng vậy, cái thứ gì bất nhân quá vậy, con nít mà cũng bắt nạt được. Đúng là vô lý, quá vô lý mà. Ta sẽ cho hắn một bài học. Đau. Sư phụ, người làm gì vậy? Đau con. Con đó, lại làm cái gì vậy? Hết chuyện làm rồi, đi phá phách chọc ghẹo người khác. Con đang trừng phạt hắn, hắn ỷ có thóc thần rồi nâng giá vô tội dạ, còn ức hiếp mọi người. Vậy hắn có thóc thần là do đâu? Vì sao hắn biết có hàng hắn mà tích trữ rồi bán với giá cao được? Con... Dạ, là con nói cho hắn biết là con đã đưa thóc thần cho hắn. Con đã làm... Con... Con đã thấy hậu quả của việc không chịu học hành đến nơi đến chốn chưa? Bây giờ thành ra lại giúp lầm kẻ xấu, nên con đang trừng phạt hắn. Vậy con được gì ngoài một trận cười? Còn cô bé kia thì lại bị phạt oan uổng. Từ giờ ta sẽ thu lại phép thuật của con. Sư phụ, không! Một trận lụt sắp tới, con phải làm sao cứu được mọi người ở làng này trong thân phận người thường. Xong việc, ta sẽ trả lại phép thuật cho con. Sư phụ, con biết lỗi rồi, đừng bỏ con mà sư phụ ơi. Con đừng có buồn nữa. Mẹ đã nghe bác hàng xóm kể hết việc ở nhà gã tị rồi. Nhưng đáng ra con phải được nhiều gạo hơn cho mẹ. Mẹ con mình có thể ăn cơm, tự nhiên bị bắt vì tội mình không làm. Gã ta đã muốn bắt bí con thì dù con có làm gì cũng không thoát được đâu, miễn là con biết con trong sạch là được. Mẹ thì thấy rất vui vì con nay đã lớn rồi, biết đi làm giúp mẹ. Ăn cháo này vào, mẹ thấy khỏe hẳn ra. Tôi bị phạt mất hết phép rồi nè. Ai bảo cô chọc gã nhà giàu làm chi? Còn cô,
đã cho cô ống thóc rồi đó thôi. Ống thóc? Chả lẽ cô là bà lão trên rừng? Chứ còn ai nữa? Cô không nói là cho thì ai mà dám ăn chứ? Có phải là đồ của tôi đâu? Cô không ăn? Đương nhiên là không ăn rồi. Tôi nghĩ là đồ của bà cụ đánh rơi. Tôi còn định tìm bà ấy để trả. Ai mà biết, do tiểu quỷ như cô quá phép cho. Đúng vậy. Là tôi hại cô. Tôi để giúp đỡ sai người. Tôi sẽ không thể trở thành tiên trưởng thành được nữa. Thôi thôi đừng khóc nữa. Nín đi. Mau vào nhà tôi một lát đi. Thì ra bạn là tiên thật, lại còn bị lấy hết phép. Và bạn tính sao? Sư phụ nói trong trận lụt sắp tới, nếu tôi có thể cứu hết mọi người mà không dùng phép thuật thì sẽ trả lại phép cho tôi. Tôi chỉ mới làm tiên có 500 năm mà chưa được thi làm tiên trưởng thành, đã mất hết phép. Nếu không trở lại được, tôi biết sống sao đây? Dù chúng ta đã hiểu lầm nhau, nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn bạn đã có ý giúp tôi. Liệu người ta có tin con nít như mình không? Ừ, tôi sẽ thuyết phục mẹ và bác hàng xóm. Nếu họ tin thì mọi người cũng sẽ tin thôi. Giờ ta phải thử mọi cách chứ biết sao. Bạn không cần đi làm nữa, cứ lấy ống thóc của tôi mà dùng. Hết nó lại đầy, bạn không cần lo đâu. Hôm sau, Sen đem chuyện của tiên gạo nói với mẹ. Hai cô bé cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ và bác hàng xóm, tin là sắp có lũ lụt lớn. Làng mình đã đi hết chưa? Còn có ai nữa không? Còn tên Tị, hắn một mực đem theo tất cả của cải nên đến giờ vẫn chưa đi. Xin bạn hãy chăm sóc cho con mèo của tôi. Nếu gặp nhau thì tôi sẽ nhận lại. Chúng ta mau đi thôi, bạn ấy sẽ theo kịp thôi. Còn không mau chạy đi, rốt cuộc đến bây giờ thì mạng cũng không giữ được đó. Ngươi thì biết gì, trời còn nắng chang chang thế này, khi nào mới lục được? Ta không thể bỏ lại của cải được. Ta không muốn nghèo như trước nữa. Ông thật là tham lam, sao ta lại giúp ông kia chứ? Bạn ấy phải cứu ông Tị nữa. Chắc là đang lên núi rồi. Làm thế nào đây? Đường lên núi còn xa quá. Ta đã nói với ông là bỏ bớt những thứ không cần thiết rồi mà. Nhưng món nào ta cũng cần cả. Nước lụt đến bây giờ thì ông cũng mất cả thôi. Chạy mau, chạy mau đi. Chúng ta mau leo lên đó. Thất thần của ta. Hay mà có ống tre thần kỳ của tiên dạo mà chúng ta không lo sợ đói. Thực tội, không biết con bé đâu rồi. Có cứu được giả tỷ đó không? May quá, nước lũ rút rồi. Bạn đây rồi, bạn có sao không? Tôi không sao, cảm ơn bạn đã chăm sóc con mèo của tôi nhé. Mọi người vẫn ổn chứ? Nhà có ống tre thần của bạn mà mọi người có đủ lương thực qua cơn lũ. Cảm ơn cháu đã giúp mọi người. Dạ, cháu thấy thật vui khi giúp được mọi người.
dù là từ nay cháu không còn phép nữa. Trời ơi, của cái của ta, thóc thần của ta mất hết rồi, nước cuốn đi hết rồi. Đáng đời lắm luôn á. Tham lam phải vậy mới được. Đáng đời dữ lắm. Ông ơi, ông đừng tiếc nữa, hãy lấy ít thóc của cháu mà trồng trọt. Hay là từ nay Tiên Gạo hãy ở cùng với Sen, ông Tị hãy ở lại làng, mọi hiểu lầm bỏ qua, mọi người cùng sống với nhau vui vẻ. Tôi thật sự xấu hổ vì trước đây đã đối đãi không tốt với mọi người. Ông biết hối lỗi là tốt rồi. Từ nay chúng ta là hàng xóm với nhau, giúp đỡ nhau là được mà. Sư phụ, sư phụ. Tiên Gạo học trò của ta, con đã hoàn thành thử thách của ta. Thật sao sư phụ? Đa tạ sư phụ. Lần này con đã hiểu ra được nhiều điều, con sẽ không làm điều dại dột để người buồn nữa đâu. Ta mừng là con đã hiểu, kỳ này con có thể thi tiên trưởng thành được rồi đó. Thật hả sư phụ? Cảm ơn bạn, nhờ bạn và mọi người đã giúp tôi trở lại thành tiên. Tôi cũng mừng cho bạn. Đây, xin trả lại bạn vật phép này. Vì giờ đây chúng tôi đã có đủ thóc gạo và lương thực để gây dựng lại. Nhưng vậy mà chúng ta còn có thể gặp nhau không? Đừng lo, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt. Tôi sẽ đến thăm mọi người lúc rảnh rỗi. Từ đó, Sen và mẹ sống hạnh phúc, no đủ cùng nhau trong sự đầm ấm, đùm bọc của làng xóm. Thóc của Tiên Gạo cho họ được phân phát khắp nơi. Tuy đã hết phép thần, nhưng thóc ấy vẫn được mọi người yêu thích gieo trồng. Con gã nhà giàu keo kiệt, vì quá xấu hổ với mọi người nên đã bỏ đi làm ăn thật xa. Về phần Tiên Gạo, nàng đã vượt qua được thử thách và đương nhiên là thi đậu làm tiên trưởng thành. Nàng Tiên Gạo tiếp tục dõi theo và giúp những người lao động chăm chỉ có đủ gạo thóc, sống no ấm, hạnh phúc. Tiên nữ kia, ta đã cho quân canh tất cả khúc sông này, nàng không thoát được đâu. Ở một làng kia có hai anh em, người anh là Nhân, ham ăn, biếng làm. Còn người em là Hậu, vừa chăm chỉ lại hay giúp người. Anh hai ơi, anh hai ơi. Lạ thiệt, mới sáng sớm mà anh ấy đi đâu rồi? Hả? Anh hai, anh có sao không? Sao lại thế này? Cái gì thế này thế kia? Anh mày thu bạc nợ tiền chúng tao, còn không mau trả. Em ơi, cứu anh với, chúng không tha cho anh. Cứu anh. Nhưng mà nhà mình làm gì còn tiền? Thôi thôi, anh mày viết giấy bán nhà gán nợ cho chúng tao rồi, còn không mau cuốn xéo khỏi đây. Lên tụi bay. Dạ.
không được. Căn nhà này là tài sản duy nhất cha tôi để lại, các ông không được lấy. Vậy thì trả 5 lạng bạc đây, còn không ta xử anh trai ngươi. Khoan, khoan, hãy cho tôi 1 tháng, tôi sẽ cố gom cho đủ. Hắn đã khất nợ 3 tháng nay rồi, không nói nhiều. Một là xiết nhà, hai là đánh nó. Đừng mà, đừng có đánh tôi, đừng mà. Hậu ơi, bán nhà đi em, bán nhà cứu anh với. Hậu ơi. Được rồi, tôi sẽ bán nhà. Từ đây đến chiều, anh em mày phải dọn ra khỏi nhà, nếu không thì liễu hồn. Đi. May quá, cuối cùng tụi nó cũng đi. Cảm ơn em nha. Anh à, em đã khuyên anh nhiều lần là đừng đi cờ bạc nữa. Bây giờ mất nhà rồi, anh em mình biết ở đâu đây? Đó đó đó, lại than thở tối ngày. Mất cái nhà thì kiếm tiền chuộc lại thôi, có làm sao đâu. Em đi câu mỗi ngày chỉ được có vài con cá thôi à, còn anh thì... biết rồi, tao mà là gánh nặng của mày cái gì? Thôi thôi thôi, được rồi, anh em từ nay chia cổ ra, mạnh ai nấy sống đi. Ê nè, cha để lại cho tụi mình bao nhiêu đây, mày chọn đi. Anh làm vậy là sao? Chúng ta đã mất nhà rồi, còn chia rẽ như vậy. Trời ơi, sao mày nói nhiều quá. Mày thích đi câu thì mày cầm lấy cái cần câu, tao lấy cái ấm trà này bán lấy tiền sinh sống, vậy thôi. Anh... mày đi đi, anh mày tự sống được. Anh Hậu, em nghe có bọn cướp đến nhà anh có sao không? Không sao đâu Hoa, chỉ là... em biết rồi, có phải anh Nhân lại mắc nợ không? Hoa qua chơi đó hả? Trời ơi, tụi anh mới bán nhà, nhưng mà vô ngồi chơi một lát được, không sao. Anh, các anh bán nhà rồi, rồi các anh ở đâu? Anh có kế hoạch rồi Hoa ơi, anh sẽ sớm thành công và giàu có, mua lại cái nhà khác bự hơn, rộng hơn gấp mấy lần. Đâu sao? Ê, Hoa, ngồi uống nước với cái đã. Anh Hậu, chờ đã. Chỉ còn lại ta và chiếc cần câu này. Hy vọng hôm nay sẽ câu được 2 con cá. Ủa, sao kỳ vậy? Cần câu thì động mà không có cá, hay là tuột mất rồi? Cái gì thế này? Trời đất ơi. Ui da, sao đã cứu tôi rồi mà lại thả tay cho tôi té là sao? Tôi Con cá đâu? Là sao? Xin tự giới thiệu, tôi là tiên nữ, nhưng đang gặp nạn. May nhờ có cần câu của anh, tôi mới lên bờ được. Cảm ơn anh. Cô là tiên nữ thật à? Thật chứ. Hôm qua tôi đến sông này tắm rồi, không ngờ bị con trai Du Thủy Tề đuổi bắt về làm vợ. Tôi phải hóa thành cá để trốn. Thật ghê gớm. Sao cô không mách tội hắn? Hắn đã cho quân bao dây khắp các mặt nước. Tôi túm được cần câu của anh nên mới bay lên bờ thoát được. Cô không có phép sao? Cô bay về trời mà thoát thân. Anh thấy dải lụa kia không? Dải lụa màu tím đó là cách duy nhất để tôi bay về trời. Tên thái tử đó đã lấy mất nó để nhử tôi. Nếu tôi lại đó sẽ bị bắt ngay lập tức. Tôi sao giúp cô được? Tôi chỉ là người thường. Cô đầy tài phép còn không chống lại được hắn nữa là... Chính vì anh là người thường nên hắn sẽ không nghi ngờ. Như vậy nha, anh sẽ làm bộ như người đánh cá tình cờ đến đó và bắt được dải lụa. Tôi sẽ làm phép đưa anh vào bờ, có được không? Làm ơn đi, tôi xin anh hãy giúp tôi trở về nhà với. Rồi, đặt đi, đặt đi, đặt đi. Cho máu đặt từng hai cái nữa. Thôi, đặt sau lấy tay ra nha. Này, này nha, này, này, này. Rồi. Cắn rồi. Trời ơi, tức quá. Trời ơi, mua nữa rồi. Nãy vừa đặt trúng.
xin hãy giúp tôi về nhà với. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô. Dù gì thì hôm nay tôi cũng không thể xui hơn được nữa. Tôi sẽ giữ đầu dây để anh không bị nước cuốn đi. Anh đi hái một chiếc lá lại đây. Cố lên, tôi sẽ kéo anh vào bờ. Cố gắng giúp tôi nha. Nắng lên đồi căng bườm giăng lưới, cá nào ta cũng sẽ bắt ngay. Bắt ngay. Hôi, hủy. Mau, thái tử, có người đến cướp lụa thần. Có phải tiên nữ đến không? Bẩm không, là một người đánh cá thường. Dần nước lên, dìm chết hắn đi. Tiêu rồi, giờ làm sao cứu anh chàng kia đây? Ta mà xuống nước là bị bắt ngay. À, chết rồi, dây đứt rồi, làm sao vào bờ đây? Tiên nữ, cứu tôi! Kiểu này quả chăng có một cánh bay mới thoát nổi. Hất dãy lụa về phía trước. Dừng lại. Tôi không dừng lại được. Tôi không dừng được. Anh có sao không? À, bị u đầu rồi. Đây, trả dải lụa lại cho cô nè. Để tôi chữa cho anh. Đa tạ anh đã giúp tôi rất nhiều. Không có anh, chắc chắn là tôi bị bắt mất rồi. Không có gì đâu, giúp được cô là tôi vui rồi. Anh đã vất vả vì tôi. Xin hãy nhận lấy 7 điều ước này, coi như lời cảm ơn của tôi. Mỗi lần ước, anh hãy ném một viên ngọc xuống đất và nói tôi ước, thì lập tức sẽ được như ý. Đa tạ tiên nữ, tôi hứa sẽ sử dụng thật tốt những điều ước này. Thôi được rồi, tôi phải về trời xin trị tội tên thái tử ngay. Anh hãy bảo trọng, tạm biệt. Thật thần kỳ, 7 điều ước. Mình biết ước gì bây giờ? Kỳ này chơi lớn. Đặt hết. Đặt xong chưa? Đặt xong hết lấy ta lên nha. 3 con tôm. Nhà cái ăn hết, nhà cái ăn hết. Ê, cho tôi mượn ít tiền chơi đi. Mượn có vài lạng thôi. Cái gì mượn, mượn rồi mượn thôi cái mà, gì? Thắng tôi trả lại gấp 10 cho. Không ấy, nhà cái cho tôi vay 10 lượng đi. 1 lượng cũng được. Dẹp mày, mày còn chưa trả nợ xong nữa mà đòi mượn. Tụi bay đâu, đuổi nó ra ngoài cho tao. Dạ. Mày liễu hồn, không có tiền mà mày đặt chơi bời. Đi đi. Đợi đó đi ha. Ta mà giàu lên rồi, tưởng sao, bộ ấm chén cổ của cha bán được có 5 tiền. Chơi có xíu còn hết. Đã gì hết trơn. Bới ông đi qua, bới bà đi lại, xin làm phúc cho tôi mấy hào ăn cơm. Làm ơn làm phước. Cho chú nè. Có mấy điều ước mà đắn đo quá. Có nhiều điều muốn ước nhưng mà... Anh đang nghĩ gì vậy? Cho anh mấy cái bánh nè. Ủa, Hoa đi đâu vậy? Anh đang nghĩ ngợi lung tung thôi. Hôm nay anh lại không câu được cá đúng không? Anh đừng có buồn. Ăn đỡ bánh này đi, mai rồi tính. Hôm nay anh cứu một cô tiên nữ, và cô ấy cho anh 7 điều ước. Giờ anh đang lo lắng không biết nên ước gì. Thiệt hả anh? Vậy bây giờ anh muốn điều gì nhất? Thì... anh muốn có cơm ăn áo mặc, lúc nào cũng mạnh khỏe là được. Nhưng anh cũng muốn anh Nhân được học hành đỗ đạt, chí thú làm ăn nữa. Anh thật sự biết nghĩ cho anh trai của mình. Không chỉ có vậy, anh còn muốn ước cho mọi người cũng được ấm no,
không còn chiến tranh hay là thiên tai nữa. Anh đang suy nghĩ nhiều quá rồi. Em nghĩ là những việc lớn như thiên tai hay chiến tranh, anh muốn quản cũng không có quản hết được. Còn anh Nhân, anh muốn gì, sao anh biết được? Anh nên hỏi ảnh thì hơn. Em nói cũng phải. Còn một chuyện nữa, anh chưa nghĩ đến phải không? Chuyện gì? Trời ơi, anh thiệt là ngốc. Chuyện hai đứa mình là quan trọng nhất thì nãy giờ anh không nhắc tới. Nhưng mà anh nghèo quá à. Anh chỉ sợ nếu lấy anh, em sẽ chịu khổ đó. Em không sợ khổ. Em muốn được chia ngọt sẻ bùi với anh. Tuổi xuân con gái có thì em không thể đợi lâu được. Mai này em già xấu rồi, anh lại chê em. Không có chuyện đó đâu. Giờ anh đang không có nhà, mình lấy nhau về biết ở đâu. Bảy điều ước. Anh biết ước điều gì đầu tiên rồi. Tôi ước có một căn nhà khang trang để yên tâm sống và làm việc tốt. Linh nghiệm thật rồi. Căn nhà đẹp quá. Có căn nhà trú mưa trú nắng, anh sẽ mau chóng sắm sửa trầu cau qua cưới em nha. Em chờ đó. Tạ ơn trời đất, tạ ơn tiên nữ. Trời ơi, sự thật mà cứ như là mơ. Hôm qua mình còn buồn bã vì mất nhà rồi đủ thứ chuyện xui rủi. Bây giờ thì... Anh Hậu, mau ra cứu anh Nhân. Hả? Hoa nói sao? Anh Nhân ăn xin ở đầu làng, gây sự đánh nhau với người ta rồi. Ôi trời ơi là trời, tôi ăn xin chứ có phải ăn trộm đâu mà mấy người xua đuổi. Đánh tôi như vậy, tôi kiện lên quan cho mấy người đi tù á. Tôi nói hai cậu đuổi cậu Nhân đi. Vì sân đình là chỗ họp làng, sinh hoạt chung, chứ không phải chỗ để cho người ăn xin. Sao hai cậu lại đánh cậu Nhân? Nè, anh đừng có ý có một chút học thức rồi ăn nói ngang ngược nghe. Tụi tôi đánh anh hồi nào hả? Anh bị người ở sòng bạc đánh, đừng có mà nói tầm bậy tầm bạ đổ oan cho chúng tôi nghe. Bậy nghe. Mấy người không nuôi tôi, lấy tư cách gì dạy đời tôi? Biến hết đi. Cậu mới là người phải đi. Quy định của làng không cho người ăn xin ở đây. Cậu muốn ăn xin thì đi chỗ khác. Tôi thách ông đuổi tôi đi luôn á. Trừ phi là tự tôi muốn đi. Con trai, cô biết con mồ côi mẹ từ nhỏ, gần đây á lại mất cha nên con chán nản, không chịu sống tử tế. Nhưng con à, lúc còn sống cha con đâu có để con thiếu thốn điều gì, nhà cửa cũng có, sao phải đi ăn xin? Nhà cha mẹ để lại, cậu ta nướng cho sòng bạc rồi. Vậy thì không có được. Con còn có em trai, phải sống tử tế để lo cho em chứ. Không có tiền cho thì thôi, không nhiều làm gì, lắm chuyện. Cậu ta đã như vậy thì ép cậu ta phải đi. Có gì tôi chịu. Đáng ghét. Anh Nhân, em đến đón anh về. Dạ xin lỗi trưởng làng, xin lỗi bà con cô bác. Thôi giải tán, ai về nhà nấy. Cậu Nhân có em Hậu lo rồi. Dạ mà hồi đó anh chịu học, đừng nghe bạn bè đi đánh bạc á, thì giờ có khi làm thầy đồ cũng nên. Không có bị dân làng nói ra nói vào như bây giờ. Mày thì biết cái gì? Làm thầy đồ có bao nhiêu tiền, bao giờ mới giàu được? Tao muốn nhanh giàu có, tiền bạc chất đầy kho, mày hiểu chưa? Thôi tạm thời anh ở nhà em đi, rồi khỏe lại tính tiếp. Gì? Nhà mày hả Hậu? Sao mày có cái nhà này? Hay là tiền cha để lại cho mày, mày giấu tao mày mua nhà? Không có. Đây là... Vậy là mày cứu tiên nữ rồi được tặng bảy điều ước. Tao không tin đâu. Mày phải làm thử cho tao coi. Không phải vậy thì chính mày giấu tiền của cha mà không chia cho tao. Thôi được rồi, dù sao em cũng đang nghĩ nên có một mảnh ruộng để cày cấy. Hai anh em mình chăm chỉ cũng đủ ăn. Mày nói nhiều quá, làm cho tao coi tao mới tin. Tôi ước có một mảnh ruộng tốt.
Trời ơi, sao mày ngốc vậy? Có vật thần kỳ vậy mà không ước được sung sướng, mà cứ phải làm lụng làm gì? Anh Nhân muốn gì thì anh phải hỏi ảnh mới biết được. Em trai yêu quý, anh em như thể tay chân mà, phải không? Em có thể chia bớt cho anh một hai điều ước thôi, có được không? Dạ được, em cũng muốn chia bớt cho anh. Vậy mới là em trai tốt của anh. Em tặng cho anh 3 điều ước nghe. Keo kiệt, có 7 điều ước, cho anh mày có 3 điều. Vậy anh muốn làm sao? Anh lấy 4 điều ước nha, để lại cho em 1 điều ước để phòng thân đó. Anh muốn sao cũng được, miễn anh cảm thấy đầy đủ, không cờ bạc nữa. Anh nhớ ném ngọc xuống đất. Rồi nói tôi ước chứ gì. Biết rồi. Hoa, đi gánh lúa về hả em? Đưa đèn gánh phụ cho. Sao nặng dữ vậy? Có nặng mấy đâu, tại nào giờ anh không gánh nên không quen đó. Thôi, em theo anh thì từ nay sống sung sướng, không phải làm lụng vất vả nữa. Cảm ơn anh, nhưng em muốn có làm thì mới có ăn. Những thứ ăn sẵn như vậy rồi sẽ làm mình lười biếng, yếu ớt thôi. Em nhớ đó, anh mà giàu lên á, em đừng có tiếc nha. Anh Nhân à, anh làm gì cũng được, đừng có lúc nào cũng gây chuyện, làm cho anh Hậu lo lắng nữa. Bày đặt dạy đời người khác, tưởng xinh đẹp nhất làng á, cái muốn nói gì nói hay sao? Ta đây mà có tiền á, thì mua tiên cũng được, chứ đừng nói đẹp nhất làng. Tôi ước có một căn nhà thật to, với nhiều vàng bạc châu báu nhất thế gian. Của báo, tất cả là của ta, của riêng một mình ta thôi. Kẻ giàu nhất thiên hạ là ta. Anh đứng đây làm gì? Ở đây không có mướn người làm nữa đâu. Đi về đi. Không, tôi là Hậu, em trai của anh Nhân. Tôi tới đây thăm anh ấy. Chờ nghe, tôi đi bẩm báo với chủ nhân tiếng. Nãy tôi đang đứng lại. Trời, tôi lo cái gì? Trời, tôi biết rồi. Ok. Thưa ông, có người xưng là tên Hậu, đó là em trai của ông đến thăm ông á. Phải rồi, đúng là em trai ta đó. Mau đưa nó vào đây. Các người lùi ra đi, ngày khác tới chơi tiếp ha. Gì vậy anh Nhân? Em chưa gỡ được mà anh Nhân. Thắng nè, chưa gỡ được mà. Về đây. Kìa Hậu, vào đây. Ê, đây, em uống trà đi. Thấy làm sao? Dạ, cảm ơn anh, trà thơm lắm. Từ bữa tới giờ, nhiều người tới chúc mừng quá, anh chưa có thời gian mời em tới chơi. Định là nay mai tân gia, mời em luôn. Ê, đây, em uống trà đi. Thấy làm sao? Dạ, em thấy anh được như ý, em cũng mừng lắm. Em đem ít cây nhà lá vườn biếu anh nè, của em trồng được đó. Ê, em bài vẽ quá. Lần này anh nhận, nhưng mà lần sau đừng có mang tới nữa nghe. Em nhìn coi, bây giờ anh đâu có thiếu cái gì. Đồ ăn với lại đồ dùng xài đâu có hết. Dạ, em thấy rồi. Mà anh nói thiệt, em bỏ quách cái nhà với giường đó, về đây ở với anh, chỗ anh dư giả rộng rãi, tha hồ anh em mình hưởng lạc. Việc gì phải làm lụng cực khổ đúng không? Dạ, em cảm ơn anh, nhưng mà em thấy cuộc sống hiện tại rất là tốt. Em làm lụng quen rồi,
chỉ ngồi một chỗ mà ăn em không có chịu được. Nhưng em sẽ qua thăm anh thường xuyên. Ừ, em muốn vậy á, anh không ép. Thôi, đã tới rồi thì ăn cơm với anh, ha không? Dạ thôi, không dám làm phiền anh. Em qua trước là thăm anh, sau là mời anh làm chủ hôn cho em. Dạ, em và Hoa sẽ cưới nhau vào tuần tới. Em mong anh có thể tham dự và thay mặt cha sang nhà Hoa với em. Cái gì? Hoa đồng ý lấy em rồi sao? Dạ. Hiểu rồi. Là bây giờ mày lấy được vợ đẹp nên mày tới đây khoe khoang với tao gì? Dạ em không có ý đó. À, vậy là mày tới đây chia tiền đám cưới hay muốn chia chắc gia sản này với tao? Anh, em không có. Thôi mày khỏi nói nữa, tao biết rõ quá rồi. Nể tình anh em. Người đâu? Coi như tao mừng cưới. Từ nay mày đừng tới tìm tao nữa. Anh hai. Sao anh lại nghĩ em tới để moi tiền anh hả? Em chỉ muốn anh em ta sống hòa thuận, yêu thương nhau như lúc trước thôi. Miễn đi. Mày chỉ muốn tới khoe là cưới được vợ đẹp. Mày đặt cao thượng hả mày? Người đâu? Tiễn khách. Sao anh lại đến đây tìm em? Anh vẫn buồn chuyện anh hai hả? Anh biết tính anh Nhân mà. Hai người là anh em, mà em lại từ chối ảnh để lấy anh nên ảnh giận thôi. Mai mốt là hết mà. Rồi lỡ anh không hiểu cho tụi mình rồi giận tụi mình luôn thì sao? Anh Nhân cũng không có nói là sẽ tới dự đám cưới. Anh đừng có lo, anh Nhân biết chúng ta thương nhau thiệt tình mà. Chỉ là ảnh chưa chấp nhận được vì quá bất ngờ thôi. Đợi ít lâu nữa anh hai hết giận, tụi mình qua nhà thăm ảnh. Cảm ơn em đã thông cảm cho anh. Anh Nhân ơi, cạn ly đi. Đêm nay trăng đẹp quá trời quá đất luôn. Anh vẫn còn tức giận dù em anh cưới được nhỏ đẹp quá trời quá đất chứ vậy. Bỏ đi. Giờ anh muốn tiên nữ còn được nữa mà. Dù là một người đẹp không đáng gì với anh Nhân đây, nhưng mà bị thằng em nhà quê phỏng thay trên cũng tức chứ. Cũng đúng. Vậy mình làm gì trả đũa nó đi? Cướp cô dâu vào ngày cưới, làm bẻ mặt tụi nó. Hay là ngày cưới của nó, đem một cô xinh nhất trần gian đến cho nó ghen tị chơi. Ta ước. Nói nghe nè anh Nhân, chỉ cần chút tiền nhỏ thôi là bắt được con nhỏ đó về đây liền ha. Mà không có ai như thằng em của cậu cướp tay trên của anh trai như vậy. Bộ nó không biết anh thích cô Hoa sao? Phiền tao quá. Mấy người biến hết rồi. Trời, mất tôi một điều ước rồi. Không có ai xung quanh lại hay, yên tĩnh ghê. Cái thằng Hậu này thiệt may mắn. Chữ nghĩa không có được bao nhiêu, tính tình thì cù lần, mà vừa được tiên nữ cho điều ước, giờ cưới được vợ đẹp nữa. Còn mình, sao giàu sang vậy rồi mà mình vẫn thấy chán ngang vậy ta? Phải ha. Mình cũng muốn có một cô vợ đẹp như Hằng Nga, vậy thì mới xứng với mình chứ. Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng củi già. Cá kìa. Chạy mất rồi. Câu cá mà lại ngủ, đúng là cụi mà. Cái bọn cá này dặn co kéo lên mệt lắm. Bọn chúng đã cắn câu thì tự đi lên bờ luôn đây. Làm gì có chuyện dễ dàng vậy? Nói người phải nghĩ đến ta chứ. Người nói cái gì? Có nói gì đâu. Người đến đây định hỏi cưới Hằng Nga chứ gì.
làm sao mà củi biết được? Sao không? Ai mà không vậy? Cứ vài ngày là có thêm một tên vô dụng ham chơi làm biến đến đây hỏi cưới hằng Nga hà. Bọn chúng có thể vô dụng nhưng ta thì không. Ta là người vừa đẹp trai vừa giàu có nhất thế gian. Ngọc ngà châu báu ta đều không thiếu. Ngoài ta ra, người phàm chẳng ai có thể xứng với hằng Nga hơn ta. Ai lên đây mà không nói vậy đâu. Vậy ngươi thì có tài năng gì mà đòi xính lễ của ngươi? Đâu rồi, có không? Tao quên, đi vội quá nên không nghĩ ra. Vậy thì đi về đi. Không được, tao không cam tâm về tay không. Cụi hãy chỉ cho ta gặp hằng Nga đi. Chỉ cần hằng Nga đồng ý về cùng ta thì trên đời không có gì là ta không cho nàng được. Hay ngươi cũng thành tâm. Ta chỉ cho ngươi một cách để lấy lòng hằng Nga nè. Nhưng mà sao? Khó đó. Hỏ Ngọc là linh vật của hằng Nga đó, nhưng mà chưa có ai huấn luyện được chúng hết á. Nếu như ngươi làm chúng xếp hàng lấy đồ ăn được á, thì chắc chắn hằng Nga sẽ siêu lòng. Bọn này thì có gì lợi hại? Chỉ một buổi sáng thôi, tụi này sẽ răm rắp nghe lời ta. Mình thật thông minh, chỉ cần có đồ ăn dụ là bọn này sẽ... Người muốn ăn thì phải xếp hàng vào cho ta. Cái bọn thỏ ngu ngốc gì dám tấn công ta? Người to con vậy mà bị bọn thỏ đè xẹp lép luôn. Bọn chúng giống như đội quân vậy, không nhìn thấy thì ai mà biết chúng là thỏ kia chứ. Tụi nó thông minh nhanh nhẹn dữ lắm, được huấn luyện để bảo vệ cung trăng mà. À, thì ra ngươi lừa ta. Bọn thỏ đã được huấn luyện rồi mà ngươi dám kêu tôi huấn luyện chúng nữa. Ê, đừng có tức giận. Bọn thỏ đó chỉ nghe lời của hằng Nga thôi à. Nhưng mà nếu ngươi khiến chúng nghe lời ngươi thì chẳng phải là hằng Nga sẽ khâm phục ngươi lắm hay sao? Đúng không? Ta không có thèm nghe ngươi nữa. Ta tự mình đi gặp hằng Nga. Thôi, lần này ta nói thiệt nha. Cung điện của hằng Nga nằm ở bên kia hồ, chỗ ta câu cá gốc cây đa đó. Có thiệt không? Ngươi muốn đến đó thì phải chạy trên mặt nước, băng qua cái hồ đến đó chứ. Đi trên mặt nước? Ngươi có đi được không mà đòi thách ta đi? Ngươi phải biết là nếu như ngươi không băng qua hồ thì chẳng còn cách nào khác đâu. Tất cả mọi thứ chìm vào lòng hồ sẽ rớt thẳng xuống trần gian tan tành mây khói. Ngươi nói thiệt không đó? Ừ. Vậy ta phải làm sao? Đây, ngươi hãy gặt lúa này lấy rạ mà trải lên mặt hồ thì sẽ đi được trên nước thôi. Hả? Ta như vậy mà phải gặt lúa sao? Ta đã chỉ cách rồi, tự ngươi quyết định đi chứ. Ở cuối cánh đồng này có đầy đủ dụng cụ để ngươi gặt đó. Mau đi đi. Vậy sao ngươi không đi gặt cùng ta? Ta đâu có muốn lấy hằng Nga đâu. Với lại thời gian trên cung trăng khác hẳn dưới trần. Ngươi không nhanh lên á thì ngươi sẽ già lũ khủ. Sợ là ngươi sẽ không kịp đưa hằng Nga xuống trần đâu. Đi lẹ lên đi. Cha ơi, con mệt quá à. Anh hai, anh lên bờ nghỉ chút đi, lát em làm giúp cho.
sao? Cha, cô nó kẹp con. Đâu đâu, để cha gỡ ra cho. Anh hai, anh có sao không? Ê, cái con cua này cũng mạnh thiệt. Hơi sót xíu nhưng mà không sao. Chiều nay có món canh cua cho cả nhà cùng ăn. Đau. Chiều nay có món canh cua ăn rồi. Công nhận cứ giỏi thiệt á. Chưa gì đã nghỉ rồi. Ta phải nghỉ một lát đã. Mệt quá. Ngươi cũng giỏi thiệt ha. Giá mà dưới trần ngươi cũng chăm chỉ vậy thì đâu có đến nổi đâu. Trời, đương nhiên ta là nhân tài hiếm có. Chẳng qua là ta chưa muốn ra tay thôi. Ờ, ngươi cứ để nhẹ một bó lên mặt hồ. Cứ vậy khi nào mặt hồ đầy rã thì ngươi bước qua được rồi. Cỡ này chắc đủ bước đi rồi. Ý, ta đi được rồi. Thấy chưa, ta đâu có lừa ngươi đâu. Tụi ơi, mau giúp ta thả thêm rơm rạ xuống. Ngươi mau chạy đi, rất nhỏ sẽ chết kịp đó. Tên người phàm kia, ai cho ngươi xả rác trên hồ của ta hả? Cụi kêu tôi làm như vậy để đi trên mặt hồ tới gặp thằng Nga mà. Không lý lẽ gì cả, trả lại cho người rác của ngươi đây. Bù nhìn rơm. Cụi, ngươi lại lừa ta gặt lúa cho ngươi. Dân ơi, dân à, cái hồ này á là gương soi trần thế. Hễ cái gì mà rơi xuống làm mờ gương á đều bị trừng phạt hết. Ngươi bị như vậy là nhẹ lắm rồi. Ngươi lại lừa ta. Với một kẻ háo thắng, kiêu căng, ham chơi biến làm như ngươi thì lao động một chút có hại gì đâu. Chẳng lẽ ngươi lừa em trai thì được, bắt nạt người khác thì được, còn không có ai làm được vậy với ngươi sao? Ta sẽ bắt ngươi và cho một trận. Đố ngươi bắt được ta. Đố ngươi bắt được ta đó. Đi đâu rồi? Có giỏi thì ra đây. Có giỏi thì tìm ta đây. Ta sẽ kiện ngươi. Được, kiện đi. Ta thách ngươi á. Kiện đi. Ở đâu cũng được, kể cả mặt trời ta cũng không sợ. Ôi, chết. Tưởng ta không dám tới mặt trời kiện sao? Chờ đó, ta ước gặp được thần mặt trời. Là bị ta lừa, ngươi sẽ có một bài học nhớ đời thôi. Trời ơi, anh lo quá, không biết anh Nhân hết giận mình chưa nữa. Cũng lâu rồi còn gì, chắc anh ấy không nhớ gì nữa đâu. Vậy sao ảnh không đến đám cưới tụi mình? Cũng không nghe tin tức gì từ ảnh hết à. Thì mình cứ gọi ảnh xem sao. Dù sao hôm nay vợ chồng mình cũng đến để tạ lỗi và ra mắt ảnh mà. Anh Nhân ơi, anh Nhân, em là Hậu đây. Hai người tìm ai đây? Dạ thưa ông, đây là nhà anh trai của cháu. Vợ chồng cháu ghé thăm anh. Hai người không biết gì sao? Nhà này vắng chủ lâu rồi, của cải trong nhà cũng đã bị trộm lấy hết sạch. Hả? Có thật không cụ? Vậy chủ nhà này đi đâu rồi ạ? Không ai biết cả. Chỉ trong một đêm mà nhà thành vô chủ. Bọn trộm tha hồ ra vào. Có người nói ông chủ chắc là bị hại rồi. Cũng có người nói ông ta muốn lấy hàng Nga nên lên cung trăng rồi. Ôi, giàu sang mà chi không biết. Anh đã linh cảm là có chuyện mà. Mình bình tĩnh đi, cũng chưa chắc là anh hai gặp rắc rối mà. Trời ơi, nhưng mà anh đi đâu được kia chứ. Anh hai không có quen chịu nghèo khổ vất vả được đâu.
Chẳng biết giờ này ảnh ra làm sao, đang ở đâu nữa. Không được, anh phải đi tìm anh hai. Lúc này anh càng phải bình tĩnh suy xét. Anh Nhân vẫn còn mấy viên ngọc ước mà. Nhưng mà lỡ ảnh đã hết ngọc ước mà lại đang vướng vào rắc rối thì sao? Ồ, vậy ra ngươi là người phàm bị cùi dụ dỗ lên cung trăng, rồi bị lừa phải làm việc cho hắn sao? Dạ, thưa ngài. Vậy hắn đã dụ dỗ ngươi thế nào, và làm cách nào để ngươi lên được cung trăng? Tôi có ngọc ước, nên tôi đã lên được cung trăng. Hắn nói là nếu làm việc cho hắn, hắn sẽ chỉ cho tôi gặp được Hằng Nga. À, nhưng mà ngươi có ngọc ước à? Từ đâu mà ngươi có? Tôi cứu một tiên nữ mắc nạn, nên tôi được nàng ấy cho 7 điều ước. Tôi đã chia cho em trai tôi 3 điều. À, phải, ta đã nghe về việc này rồi. Được, tên cuối thật đáng giận. Nhưng hắn ở mặt trăng, ta chỉ cai quản mặt trời. Ta không thể cứ vậy mà qua đó đòi công bằng cho ngươi được. Thưa ngài, việc của tên cuội làm là gian dối, là mất đi oai nghiêm của thần linh. Ta hiểu. Như vậy đi, ta rất thích chơi cá cược. Nếu như ngươi cược thắng ta, thì ta sẽ có cớ để trừng trị tên cuội mà không mất lòng Hằng Nga. Được không? Thưa ngài, được. Nghe ngươi có vẻ là người chăm chỉ làm ăn lại lương thiện. Ta muốn ngươi thì chạy với người của ta. Nếu ngươi thắng, ta sẽ đích thân đến cung trăng phần xử chuyện của ngươi. Thần mặt trời anh minh, thần mặt trời thật là anh minh. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải nhận hình phạt của ta. Thế nào? Phạt gì cũng được, nhưng tiên nữ có phép mà. Lỡ họ dùng phép ăn gian thì sao tôi thắng nổi? Ta lấy danh dự mà hứa với ngươi, cuộc thi này là công bằng. Phải dùng đôi chân chạm trên đất để chạy, không được bay hay dùng phép thuật. Được, thưa thần mặt trời, tôi sẽ nhận cược. Được lắm. Hai người chỉ cần chạy từ đây đến kia, ai chạm vạch đích trước sẽ chiến thắng. Đường chạy rất ngắn, ai nhanh hơn thì thắng thôi. Các ngươi vào vị trí đi. Xuất phát. Ta thắng chắc rồi. Sao? Ta không thấy cô bé tiên nữ này chạy. Thần đang lừa ta. Ta không lừa ngươi. Tiên nữ của ta có chạy, nhưng đây là tiên nữ tia nắng, không gì có thể nhanh hơn tia nắng. Ngài, tên phàm nhân kiêu ngạo kia, ngươi đã biết tội chưa? Thưa ngài, tôi có tội gì? Chỉ vì ngươi ganh tị với em trai nên mới ngông cuồng đòi lấy Hằng Nga. Ngươi là kẻ chỉ muốn sống sung sướng mà không chịu bỏ công sức ra, khi giàu sang lại còn muốn hơn nữa. Không biết đâu là đủ. Loài người như ngươi chỉ đáng bị trừng phạt. Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi. Quá muộn rồi. Ta ghét nhất những kẻ lười biếng hợm hĩnh như ngươi. Ngươi còn sống chính là gánh nặng cho em trai ngươi, cho tất cả mọi người. Tôi biết lỗi rồi. Nếu được sống, tôi hứa sẽ trung thực, chăm chỉ, sẽ yêu thương em trai của bà. Nè, em đem theo mà ăn đi. Thôi, anh hai đem theo đi học, không thôi đói á. Cha đã chừa phần cho em rồi. Anh đi học không phải làm gì nhiều như em. Em ăn vô cho khỏe. Với lại á, anh ăn sáng còn dư, đem theo cũng đủ rồi. Cảm ơn anh hai. Thấu. Anh hai, anh mới đi học về hả? Em làm gì vậy? Đến phụ cho.
Dạ em đang cắt cỏ cho trâu, anh đừng có đụng vào, dơ lắm. Vậy để anh cho nó ăn ha. Dạ cũng được. Ê chơi à, cái con trâu này. Ê, nè áo của tao đâu phải đồ ăn của mày. Buông ra. Có những việc dù hối tiếc cũng muộn mà. Hai đứa nói xem, đứa nào đánh thằng Giáp U đầu? Dạ, dạ là con chơi. Là con chơi, con đánh thằng Giáp. Không phải đâu cha, là con đánh nó. Anh Nhân càng mà không được. Không, là con đánh thằng Giáp, nó dám chửi em Hậu. Cha ơi, con đánh thằng Giáp đó cha, vì nó dám chê anh con. Hai đứa tranh nhau nhận tội hả? Vậy thì ra sân quỳ nhịn ăn tối. Nặng quá. Anh, sau này anh không để em nhận tội cho. Ăn vài cây là được ăn tối rồi. Tao đánh thì tao chịu chứ có liên quan gì mày. Mày can tụi tao, còn bị nó đánh sưng chân nữa, mà đòi ăn đòn giùm. Anh em như thể tay chân, cùng nhau chịu chứ. Mai mốt tao học hành đỗ đạt ra làm quan á, tao sẽ cho mày sống sung sướng, không lo nghĩ gì hết. Đứa nào dám nói xấu anh em mình, tao sẽ phạt tù hết cho mày coi. Còn cười được à? Đứng thẳng giơ tay lên. Chờ chỉ mong hai anh em con sông hòa thuận, giúp đỡ nhau, chăm chỉ làm việc, thì cha nhắm mắt cũng an lòng. Cha đừng nói vậy mà cha, cha sẽ khỏe lại mà cha. Nhưng à, con cố gắng học thành tài, sau này mới chăm sóc được cho em con, biết không? Dạ. Hậu, tuy con không thông minh nhanh nhạy bằng anh, nhưng con chăm chỉ, cần cù. Cả hai đều phải cố gắng học, cố gắng làm, để sau này có cái ăn, cái mặc. Mình ơi, anh Hậu ơi, anh làm gì mà thẫn thờ vậy? Anh nhớ lại chuyện ngày xưa, hai anh em anh thương nhau. Giá mà... Anh hai thật sự rất tốt. Anh ấy chỉ bị lòng tham che mờ lý trí. Sao anh có linh cảm không lành quá? Anh đừng lo, vì chúng ta đi tìm anh hai. Thôi, em ở nhà đi, để anh đi tìm ảnh cho. Không biết giờ anh đang ở đâu nữa. Rồi lỡ đột nhiên ảnh về mà không có ai ở nhà thì sao? Tiên nữ. Anh Hậu, tôi đưa anh trai của anh về cho anh nè. Hả? Cái gì? Anh Nhân đây à? Sao anh ấy lại ra nông nổi này? Anh ấy đã lên cung trăng bị cụi dạy cho một bài học, nhưng anh ấy lại lên mặt trời tố cáo cụi. Thần mặt trời biết được anh ấy nói dối nên đã trừng phạt anh ấy. Thưa tiên nữ, anh ấy chết thật rồi sao? Anh hai ơi. Anh hai ơi. Xin tiên nữ nhân từ, người đã đưa xác anh Nhân về thì xin cũng giúp cho chúng tôi một lần nữa, xem có cách nào cho anh ấy được sống lại. Khó lắm, hắn đã dùng hết ngọc ước rồi. Giả lại ngọc ước, tôi vẫn còn một viên. Lần trước anh Nhân để lại cho tôi một viên, nói là phòng khi bất trắc. Liệu có linh nghiệm không ạ? Ta không biết chắc, người cứ thử xem sao. Cầu xin trời đất linh thiêng cho anh Nhân của con được sống lại. Ta ước anh Nhân được sống lại khỏe mạnh như trước. Anh hai. Anh ấy sống lại thật rồi. Đây là... là Hậu? Là em sao? Anh không nằm mơ đâu chứ? Dạ không, anh hai vừa mới chết đi sống lại thiệt đó. Dạ, chính tiên nữ đây đã đưa anh trở về nhà. Thôi, các ngươi đã được đoàn tụ viên mãn rồi, thì ta cũng an lòng về trời đây. Dạ, tạ ơn tiên nữ. Nhờ có người và ngọc ước của người mà gia đình tôi có được như ngày hôm nay. Quan trọng là ngươi đã sử dụng những điều ước đúng đắn
nên có được cuộc sống sung túc. Còn ngươi, ta hy vọng những điều ước sai lầm đã dạy cho ngươi một bài học. Ngươi hãy cố gắng sống tốt, đừng phí phạm điều ước của em trai ngươi đó. Tạ ơn tiên nữ đã chỉ bảo, tôi đã biết lỗi rồi. Từ nay tôi sẽ tu chí làm ăn, không dối trá, không tham lam, không cờ bạc nữa. Ta cũng mong như vậy, nếu không thần mặt trời sẽ không tha cho ngươi lần nữa đâu. Hậu, anh xin lỗi, anh tạ lỗi với em. Anh đã quá tệ bạc với em vì lòng tham lam và ích kỷ. Anh hứa sẽ học lại và tu chí làm ăn. Được như vậy em mừng lắm. Anh cứ ở nhà em và chuyên tâm học hành. Cha chúng ta ở trên trời nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ rất vui. Rồi, hai anh em còn nhiều dịp hàn huyên mà. Vậy chúng ta vào nhà thôi. Từ đó, nhân tu chí học hành, xa rời bạn xấu, phụ giúp hai vợ chồng Hậu. Chẳng bao lâu, đậu kỳ thi hương và làm thầy đồ dạy học. Ít lâu sau, anh ta cũng cưới vợ và có căn nhà riêng của mình. Còn hai vợ chồng Hậu sống hạnh phúc ấm no, ngày ngày trồng rau và câu cá. Căn nhà không ngớt tiếng cười. Hai gia đình của hai anh em vẫn luôn giúp đỡ nhau, sống trong tình yêu thương, đùm bọc, đầm ấm với xóm giềng và bạn bè.